Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại cái nhân vật gây xa sau bảo trì của sáng nay đã được chỉnh sửa, đó chính là các bạn có thể ném bướm lung tung, là có thể đát mọi thứ. Nhưng mà theo như mình nghĩ là bướm thì nên sử dụng khi mà có những cái địa hình bằng phẳng, không có những cái vật cản, thì các bạn sẽ dễ dàng để chơi và truy đuổi survival hơn. Và nếu như mà survival lượm được những cái con bướm này thì họ có khả năng anti-dart như là những bình thường nhá. Ok, và hôm nay là sếu cũng được bán lại này. Mình gặp 4 bạn hương sư. Hôm nay là một ngày bán lại những bộ skin cực kỳ đẹp luôn. Và dĩ nhiên là bán nhiều như thế này rồi thì cái độ hiếm nó sẽ không còn nữa, nó sẽ thành những cái bộ skin đại trà. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nhiều bạn chắc là tích đá cũng không kịp để mua. Bởi vì một cái bộ như thế này là S cũng gần với 3.000 đá. Đau lòng. May quá. Ôi cái gì mà giờ còn đứng đấy anti-dart tôi trời. Bây giờ là cái thời nào rồi mà còn đứng đấy mà nhìn tôi, nhìn mặt tôi là sao? Cái thời nhìn mặt gây xa là không còn nữa rồi. Mình thấy là có cái bộ skin, à lộn, skill mà ném bướm như thế này thì các bạn sẽ bị đỡ khựng lại hơn này. Dằn mặt với vồ càng sướng nữa. Nhưng mà cũng cần phải luyện tập 2-3 trận cho quen nha. Mình thì nãy giờ chắc là cũng thua nhiều ấy. Trận này mà gặp 4 hương sư chắc là cũng hành lá hành củ, xeo đầy sợ chợ. Đây. Xeo. Ôi không được rồi. Ai cũng xịt nước hoa thế này. Nếu mà các bạn đát mà vướng vật cản đó là mình thấy cũng bị khựng lại ấy nha. Sao mà mình test ở trong mấy cái ngôi nhà, mình thấy là mình không thể đát xuyên qua cái nhà được. Không hiểu lý do vì sao mà thấy họ kiểm tra các thứ công nhận là sao họ xuyên được 2 phết. Mình làm thì chả được. Chui lên đây khó ăn thế nhỉ. Trời ơi. Rồi, ố. Ôi, dễ được hay vậy. Mới xách ở đây xong. Trời ơi, hành rồi. Trễ rồi. Vậy thì mình cho cái ghế xa một chút. Bây giờ là ngày trước các bạn thấy là tìm survival bằng cái khuôn mặt rất là dễ. Còn bây giờ là các bạn đi kiếm không có. Chỉ trừ khi nào mà survival nó lượm được con bướm mình mới nhìn được cái mặt của nó đang núp ở đâu, trốn ở đâu thôi. Đây là một cái điều nó cũng khá là khó chịu khi mà các bạn chơi gây xa. Nhiều khi tụi nó núp hầm hoặc là núp giải cứu này kia, mình đi lòng vòng mình sẽ thấy nó, còn bây giờ là không rồi. Chào ơi. Xịt nước hoa cái gì có đánh. Làm biếng đánh thiệt. Nhỏ hương sư này cầm bướm của mình rồi. Ô. Khổ ghê á. Đứa nào không giống đứa nào. Xong nó cứ body block cho nhau. Từng đứa ở lại nha. Rồi, chỗ này là khá đẹp để mình ném bướm này. Vù. Má ơi. Cũng chính vì là gặp 4 hương sư cho nên là mình sẽ cầm cái bảng trị thương chậm nhánh 2:30. Rồi, ngồi đi, mệt. Hôm nay là cái ngày gì nhỉ? Toàn là skin đẹp, ủa còn đúng một máy thôi. Mà mình cũng rất là hên nha, tại vì ngày hôm nay là bán cái bộ skin này đát, vướng cái thủng không có đát được. Cho nên là nhiều bạn cũng đã mua, trải nghiệm luôn trận đấu 4 thiên sư xịn như thế này.
tôi mà chơi hôm nay mà không chơi gây xa, nếu mà gặp bốn hương sứ này cầm hề đi mà phang, hồi skill rất là nhanh, trong khi đó là có cả cái khống chế về máu nữa, từ cái bộ phận của tên lửa lẫn cả nội tại, cắm mắt và bảng persona. Rồi xong cô nàng này. Xịt cái gì trời ơi, nửa máu xịt gì nữa. Ngày nào mình cũng đi rank và cũng mong là sau cũng mong có cái tia sáng vàng nó lóe ra để lấy cái phụ kiện Joseph, nhưng mà nó cứ không ra ấy. Đang tính mua đôi mèo của lính thuê, nhưng mà cuối cùng là thôi, để dành mua phụ kiện Joseph sang mùa mới. Sắp tới rồi sao, khoảng 3 tuần hoặc là chưa tới 1 tháng hay gì ấy. Reset rank rồi. Mệt. Đâu rồi? Chu choa, bây giờ mình sẽ quăng bướm lại cam ghế này. Đấy. Quá kinh khủng luôn ấy, phải đùa đâu nha. Ôi nổ máy rồi. Nhanh vậy. Giờ đâu? Ồ, thôi xong bạn rồi. Bạn lực được con bướm của mình rồi. Giờ là tôi sắp hồi dịch chuyển nha. Các bạn có thể là sử dụng bướm để tăng cái phạm vi di chuyển của mình lên này. Đấy. Nhớ là ném bướm ra cái vùng đồng không mông quạnh nha. Ấy chà, ấy chà. À. Ôi, nhỏ kia đi cứu kìa. Thôi xong một người. Người thứ hai đâu? Đây rồi. Bay màu. Dễ. Xịt xịt hoài luôn á, mệt. Các bạn đừng đổi kênh nhá, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa để đát cho các bạn cùng xem nhá. Đổi cái phụ kiện ôm ôm gì á. Cú ôm miễn cưỡng cho các bạn cùng xem. Ok, mình đã quay trở lại với clip thứ hai và mang cái phụ kiện vàng của miễn cưỡng cho bạn cùng xem đây. Cái phụ kiện này thì ôm đầu của Spivo sẽ ngoẹo sang bên. Rất là buồn cười. Nghe tai đâu rồi. Núp đầu ấy. Đâu nhờ. Đi vòng lại xem. Đây rồi. Thấy rồi. Ê, đấy, nó đi qua tường, các bạn đừng có ném bướm làm gì phí. Đầu game thì đuổi chay được rồi, không cần phải đập ván. Muốn đập ván hả? Úi. Đi qua tường khó ném bướm. Thời gian hồi bướm cũng khá là lâu ấy, mười mấy giây một con, nên là các bạn cũng cần phải sử dụng bướm sao cho nó hợp lý. Quăng bướm lung tung cũng chẳng được. Rồi. Có ai kia điều phối hay sao ấy. Ủa đã chưa? Kiểu gì cũng phải đánh được phối đường phát. Rồi đẹp rồi. À, họa sĩ cứu. Yên tâm đi, bây giờ mình sẽ tìm rút ngắn khoảng cách này lại này. Đó. Đây là sự ám ảnh của cây xa khi sau khi mình bị chỉnh sửa. Cứ thoải mái mà ném bướm thôi. Nếu mà Survival đi trên đường thẳng thì các bạn cứ ném bướm trước mặt của Survival ấy, ấn đồng thời chiêu đát luôn. Còn không thì đợi bướm nó dừng hẳn rồi các bạn ấn đát luôn cũng được. Nhưng mà chỉ sợ là Survival họ
lượng bướm của mình rồi họ ăn Tidal của mình thôi, rất là phí. Nhỏ hơn sư nó không sợ luôn kìa. Ô, lại xịt xịt. Xịt quái. Hay quá, không kịp bách nước hoa rồi. Ném bướm ra hù. Nhảy đi rồi. Hết phim. Hết phim rồi. Bay này. Bú. Ồ, nó bắn súng, nó bắn súng, nó bắn súng. Ui. Quỷ sứ. Hết hồn. Mấy cái nhân vật như là họ cái gì? Mỹ nhân này, tiền đạo này, điều phối. Khẽ mà mình giết được ai mình mà nghe tai là chắc chắn mấy người đang ở gần mình là mình cũng phải xoay cam để xem là ai, đứa nào. Để mình có cái cơ hội gọi là chủ động hơn. Chứ các bạn không đỏ cam là rất là nguy hiểm. Rồi ném bướm vô này. Thôi xong rồi. Hết màu nha. Bướm bay đầy đầu luôn. Giờ là có sao có bướm bay chứ không phải là đơn giản giống như là mấy ngôi sao vậy đâu. Xuống dưới hầm nha em yêu. Survival nó cũng khá là dãy, cho nên là khi mà các bạn cho xuống dưới hầm ấy, các bạn đảo cam của Hunter vào mặt tường ấy, nó dãy thì mình không có bị lắc qua, mình lắc qua bên kia. Tranh đâu đặt luôn đi cậu ơi. Ăn một hit. Ấy da, tranh. Không sao, không sao. Rồi, đâu? Một đứa. Chuẩn bị đứa thứ hai. Ôi. Trời ơi. Nghỉ thôi, chơi bời gì nữa. Từ 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 nha, còn Hương Sư sợ cô này cố nhảy hầm. Rồi vừa nói xong. Đã tự heal rồi. Trời ơi, lại nhánh 6 ma ơi. Đi kiếm họa sĩ giết. Thôi vẽ gì nữa. Vẽ cái gì tầm này nữa. Bạn này mới lên ghế lần đầu. Mệt. Quăng bướm. À, nghe tai luôn. Nghe tai, nghe tai. Nữ điều phối giờ không biết là chạy đi đâu rồi. Mình cũng không quan tâm lắm. Mặc kệ. Bay này. Đó. Lại xịt xịt. Xịt yêu thương nè. Hết bách nước hoa nha. Ui. Trời. Rồi rồi. Á. À. Họa sĩ đặt vòng, đặt tranh ở đây. Để né tranh thì các bạn đừng có đảo cái cam mình vào nhìn vào cái tranh là được. Để lát nữa nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đi dạo một vòng cho các bạn cùng xem. Để các bạn rút ra kinh nghiệm nhé. Và dĩ nhiên là chắc là cái này nhiều người biết rồi. Bạn nào chưa biết thì có thể là làm theo mình. Điều phối chắc không ai heal luôn à. Nè. Thông thường đi thẳng lên cái cam đúng không? Các bạn đảo cam đi. Đừng cứ nhìn cái tranh là được.
đừng có để cái tranh nó xuất hiện trong cái khung màn hình các bạn là được. Ô, họa sĩ. Họa sĩ lởn vởn quanh đây thôi. Nè nè. Đó, bạn thấy không? Đó, 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 đó. Là không nhìn thấy gì hết luôn. Ôi. Mệt ghê luôn á. Còn con bướm kìa, bay tới rất nhanh. Bây giờ tôi chơi gây xa là tôi phải gồng đánh ấy, nó mới trúng được cái sao ấy. Rồi, ơ, điều phối gục ngay đây này. Rất là cảm ơn. Điều phối gục ngay đây thì dễ kiểm soát. Bây giờ còn mỗi bạn hương sư thôi. Các bạn chơi gây xa thì cũng cần phải luyện tập nhiều sau khi chỉnh sửa nha. Nhìn vậy chứ khá là bỡ ngỡ nhiều đó. Còn ai mà kiểu quen tay rồi thì thôi, VIP hơn mình rồi. Hầm đây này. Cái khoảng cách quăng bướm nó cũng giới hạn mất định, chứ không phải là nó giống như bung rủ của Gu Trang. Thôi không, bạn không nhảy ra hầm được đâu. Còn khuya à. Úi dồi ôi, hitbox có đều thế. Thôi có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Và nếu các bạn thích đừng quên ủng hộ channel của mình và chơi thử gây xa đi để trải nghiệm. Tại vì hôm nay Free Hunter quá trời luôn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn với video lần sau. Và nhớ là vote cho mình để tham gia tựa game Tom & Jerry nha. Bye bye.